hello xin chào anh chị hôm nay em thắng sẽ hướng dẫn cho mọi người đổi mật khẩu này đầu tiên chúng ta sẽ vào trang web của allly đúng không ạ chúng ta sẽ vào một cái mật khẩu của mình đi ví nhiên là vào tài khoản của thắng đúng không ạ đó vào tài khoản của thắng này sau chúng ta sẽ bấm vào cái dấu gạch ngang đầu tiên chúng ta có vòng chain chain password này thì chúng ta bấm vào đó chúng ta sẽ đánh mật khẩu mật khẩu vào đây ví như là một cái gì đó tất cả ở dưới này đều giống nhau đây là mật khẩu thứ nhất mật khẩu mật khẩu thứ hai nếu chúng ta muốn đổi khác nhau thì chúng ta bấm vào đây từ từ thì thắng sẽ đổi giống nhau sau đó chúng ta bấm click to op tên này thì nó sẽ về một cái mail và cái mail này nó phải trùng với cả cái mail mà cái mail mà của chúng ta view data lên nhá chúng ta view data đúng là cái mail này này bị mail của mình là là đây thì mình sẽ phải lấy đúng cái mail này thì chúng ta mới đổi được chúng ta vào đây chúng ta lấy cái ra để chúng ta xác nhận vào trong cái mục trên backward này mới được nhé chúc các bạn thành công